Svart Nguyễn mến chào tất cả quý vị. Hôm nay mình chia sẻ cách ươm ớt từ trái ớt khô đơn giản nhất, nhanh nảy mầm mà không cần ngâm ủ hạt. Dụng cụ thì ở đây mình sử dụng hai cái ly nhựa. Cái này là cái ly pudding mình ăn xong rồi mình rửa sạch để dành mình ươm cây nè. Hai cái, một cái này thì để hứng nước, còn cái trên là để đất. Đó, bây giờ cái này thì mình phải cắt đít để cho nó thoát nước. Đây là đất ươm cây mình dùng để ươm ớt. Ở đây có cái tên tiếng Đức nè. Mình để đây cho mọi người ở Đức có thể nhìn thấy để mua. Mình bỏ đất ươm cây vào cái cốc nhựa vừa cắt đít hồi nãy. Xong rồi mình lấy một cái cốc nhựa giống như vậy, mình ấn để ém đất xuống, ấn vừa phải thôi. Hoặc là mọi người có thể dùng tay để ấn, nhưng mà lấy cái cốc nhựa giống như vậy ấn xuống thì cái mặt đất nó sẽ đều hơn. Rồi mình bẻ trái ớt ra, rải hạt lên trên mặt đất. Mình ấn đất trước khi mình rải hạt lên để khi mình tưới nước những hạt ớt này nó không có lẫn sâu xuống dưới đất. Sau đó thì mình rải một lớp đất mỏng lên trên. Rồi mình lại ấn nhẹ đất cho đất nó nằm xuống. Rồi mình tưới đẫm nước với nước thật ấm. Rồi nhấc nó lên, đặt vào trong cái ly hứng nước. Nếu mình ươm nhiều loại ớt thì mình nên ghi cái bảng có chữ như thế này để mình cắm xuống để khỏi lẫn lộn với những loại ớt khác. Rồi mình dùng một cái túi ni lông để trữ đông thực phẩm, bỏ nó vào cột lại. Ở Việt Nam trời ấm nóng thì mình bỏ qua bước này. Rồi mình đem nó bỏ vào thùng nhựa đậy nắp lại để cho nó ấm, nhanh nảy mầm. Ớt mình gieo hôm nay là được 10 ngày, nó đã mọc ra được 2 lá mầm rồi nè quý vị. Đây là loại ớt khác mình cũng gieo được 10 ngày. Cách ươm hạt này đơn giản, nhanh nảy mầm, nhưng hạt nảy mầm sẽ không đồng đều. Có hạt nảy mầm trước, có hạt nảy mầm sau. Như mọi người thấy, có cây thấp cây cao đó, rồi có cái cây nhỏ nhỏ phía bên dưới này, nó mới nhú lên ngày hôm qua nữa nè. Rồi có những cái hạt ở phía bên dưới đất, nó vẫn còn, nó chưa kịp nhú lên nữa đó. Mình nên sang chậu cây con khi còn ở hai lá mầm như thế này. Để tách cây con thì mình sử dụng chậu này. Chậu có đục lỗ. Mình đã bỏ sẵn đất vào trong những cái chậu này rồi. Bây giờ mình bứng cây, mình sang qua chậu. Thì đất ở đây mình chỉ sử dụng đất bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Tên tiếng Đức của loại đất này đó là Gartenerde, tiếng Anh nó là Garden Soil. Mọi người cũng có thể sử dụng đất ngoài vườn nếu như đất ngoài vườn sạch và còn nhiều dinh dưỡng. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy hạt ớt nó nứt nanh rồi, nay mai nó sẽ nảy mầm nè, còn rất là nhiều hạt bên dưới nó sẽ tiếp tục nảy mầm. Chiếc cây ra rồi thì mình tưới nước và để chậu cây con ở chỗ ấm. Với khí hậu lạnh như ở Đức thì đầu tháng 5 mới có thể mang ra ngoài trời trồng. Svart Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem.
like, chia sẻ và đăng ký theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.